Xin chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Đỗ Hoàng Sinh nha. Video hôm nay Sinh sẽ gửi tới những hình ảnh và thông tin mới nhất về khu đô thị Vinhome Grand Park. Nói đến Vinhome Grand Park thì không thể không nhắc đến đại công viên 36 hectare, công viên ven sông có quy mô hàng đầu Đông Nam Á. Với biển hồ nhân tạo và mảng xanh rộng khắp, là nơi để cư dân có thể thư giãn mỗi ngày với bầu không khí trong lành tại nơi đây. Như quý vị và các bạn có thể nhìn thấy trên màn hình là hiện tại đang có rất nhiều cánh diều tung bay trên bầu trời. Ở thảm cỏ trung tâm của công viên 36 hectare là nơi tập trung của những gia đình có con em nhỏ đang thả diều tại đây. Và đây là nơi để trẻ thơ phát triển về thể chất, về sự sáng tạo và là nơi gắn kết giữa các thành viên trong gia đình. Trải dọc theo hành lang công viên 36 hectare, nằm trên trục đường D8 nối liền với D2A là tuyến phố đi bộ chợ đêm, cực kỳ nhộn nhịp vào mỗi khi đêm về. Chợ đêm này hoạt động từ 16 giờ cho đến 2 giờ ngày hôm sau, vào tất cả các ngày trong tuần. Với 134 gian hàng chợ đêm, được bày bán với những mặt hàng về ẩm thực, thời trang, đồ lưu niệm. Với sự xuất hiện của khu chợ đêm này, sẽ càng làm gia tăng thêm sự hấp dẫn dành cho giới trẻ, thanh niên và thu hút khách du lịch về đây tham quan và trải nghiệm. Hiện tại, phân khu The Rainbow đã có lượng cư dân về đây sinh sống đông đúc nhất dự án, nhờ là phân khu đầu tiên được bàn giao. Ước tính với mật độ lấp đầy khoảng hơn 90%, quý vị và các bạn có thể nhìn thấy là ở bãi xe ngoài trời hay là trên tuyến đường nội khu có lượng xe cộ đang rất là đông đúc. Còn với phân khu The Origami, mặc dù mới được bàn giao khoảng hơn 6 tháng, nhưng tỷ lệ lấp đầy vẫn khá tốt ở các cụm S7, S8 và S9 khoảng hơn 50%. Và cụm S6 và S10 là khoảng hơn 30%. 13 tòa phân khu The Beverly Solari cũng đang thi công nhộn nhịp. Với 4 tòa The Oasis đang đi vào giai đoạn hoàn thiện nội thất và dự kiến sẽ bàn giao vào quý 4 năm 2023. 4 tòa nhà The Tropical và 5 tòa The Sunset cũng đã xây dựng lên tầng 2. Hai cụm này dự kiến sẽ được bàn giao lần lượt vào quý 4 năm 2024. Cùng với sự kiện khai trương trung tâm thương mại Vinco Mega Mall được dự kiến vào tháng 7 tới đây, thì lượng khách hàng tìm mua và thuê tại dự án này cũng sôi động hơn hẳn thời gian trước. Và trong tuần vừa qua đã chứng kiến hơn 50 căn hộ The Origami được chuyển nhượng trong một ngày, hay là sự kiện mở bán căn hộ từ chủ đầu tư cũng thành công rực rỡ, với hàng chục giao dịch được diễn ra. Cùng với phân khúc sản phẩm shop house, biệt thự, thì tin vui đến liên tục ở sản phẩm shop khói đế, thì tuần vừa qua rất nhiều căn được cho thuê và những thương hiệu lớn đã khai trương tại đây như là Starbucks, Highland, cửa hàng sữa TH True Milk, Gongcha cùng với rất nhiều cửa hàng trà sữa, cà phê và spa khác cũng khai trương rầm rộ. Còn với sản phẩm nhà phố và biệt thự, ngoài những căn đã được cho thuê liên tục thì thị trường chuyển nhượng tuần qua đã có 4 giao dịch thành công với giá trị hàng triệu đô mỗi căn. Trong số đó thì phần lớn những căn mà Sinh có giới thiệu ở video trước với những mức giá hấp dẫn hiếm có trên thị trường. Nhưng quý vị và các bạn cũng đừng lo lắng nếu mà đang có nhu cầu quan tâm tìm mua nhà phố và biệt thự ở đây. Ở thời điểm này thì bên công ty Sinh cũng đang nắm giữ những căn siêu hot với giá siêu hiếm. Nhà phố 84m² giá chỉ 12,5 tỷ, 144m² với giá bán là 19 tỷ, 160m² với giá bán là 20 tỷ. Và đặc biệt là đang có 2 căn biệt thự với giá bán rẻ hơn thị trường, từ 30% cho đến 40%. Trong số đó thì có căn biệt thự với đơn giá bán chỉ 95 triệu trên 1 mét vuông, đơn giá chỉ bằng một căn hộ The Beverly ở thời điểm hiện tại. Trong khi đó thì thị trường đang có giá bán từ 150 triệu trên 1 mét vuông. Quý vị nếu có nhu cầu quan tâm về những sản phẩm nhà phố, biệt thự hay là căn hộ tại Vinhome Grand Park thì hãy liên hệ tới số điện thoại của Sinh ở trên màn hình hoặc kết bạn Zalo với Sinh để Sinh được hỗ trợ tư vấn chi tiết hơn và đưa quý vị và các bạn đến tham quan dự án thực tế nhé. Và như vậy thì video của Sinh đến đây cũng đã kết thúc. Quý vị và các bạn có thắc mắc hay cần thông tin gì thêm thì hãy để lại bình luận ngay bên dưới hoặc liên hệ tới số điện thoại của Sinh ở trên màn hình. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video cập nhật mới nhất nhé. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.